dài nghiệp báo. Những người mà ta gặp trong đời, gắn bó dù dài hay ngắn, dù thương hay ghét, thì cũng đều có duyên nợ với ta từ nhiều kiếp trước. Nếu ta nợ thì họ theo ta để đòi, nếu họ nợ thì theo ta để trả. Nếu nhận biết được nghiệp báo trả vay, thì ta dễ chấp nhận để trả cho xong nghiệp. Nếu ta hoan hỷ trả nghiệp và dùng tâm từ bi để hiểu, để thông cảm và yêu thương, thì nghiệp sẽ nhanh chóng tiêu tan. Bằng ngược lại, oán ghét, thù hận chỉ làm cho nghiệp chồng thêm nghiệp, oan oan tương báo không khi nào dứt. Một nắm muối khi cho vào tô sẽ rất mặn, nhưng khi bỏ xuống dòng sông thì không còn vị mặn. Người trí sẽ biết tận dụng thời gian để dung trồng phước báo, tạo điều thiện nghiệp, và khi nghiệp cũ đến đòi thì người ấy đã có một rừng công đức để hóa giải chúng. Dù chúng ta sống tốt đẹp đến đâu, cũng đừng mong tất cả mọi người đều ghi nhận. Chỉ mong chúng ta dù đứng trước phong ba bão táp, trước những thị phi của cuộc đời, thì ta vẫn luôn giữ được sự vững vàng và tấm lòng lương thiện để tiếp tục sống đến hết cuộc đời. Và cũng đừng quên rằng chính Đức Phật vẫn đối diện trước vô số kẻ mạ lị, vị bán và người thương kẻ ghét. Muốn gì phàm phu như chúng ta thì làm sao tránh khỏi? Tu là biết cân nhắc bản thân từng chút một. Khi bạn làm ác mà thấy cuộc đời vẫn an ổn, đừng vội kiêu ngạo ngang tàn. Chỉ là nghiệp thiện quá khứ của bạn vẫn còn, nên bạn còn được thế. Đến khi bạn hưởng vừa hết quả ác phơi bày, lúc đó thì đã quá muộn rồi. Vay trả cứ vậy mà triền miên, không chỉ một đời. Khi bạn làm thiện mà thấy cuộc đời vẫn khổ đau, mình biết vậy nhưng cứ cần mẫn mà trả nghiệp. Chẳng qua ngày xưa mình làm ác mà nhân ác đến bây giờ chưa tan. Biết vậy để mình biết sợ hãi, xấu hổ trước hạt giống ác, mà nhất định diệt trừ, nhất định không làm ác nữa. Việc thiện dù nhỏ nhất cũng làm, cứ tích lũy dần những việc thiện lành. Vừa hết nghiệp ác của quá khứ là quả thiện sẽ về. Mà cuộc đời này làm sao để biết đâu là thiện pháp để làm, đâu là ác pháp để tránh. Trước khi làm bất cứ một việc gì, chúng ta cần suy nghĩ cho thấu đáo. Việc này có hại đến ai không? Việc này có hại đến mình không? Việc này đem lại lợi ích gì cho tất cả? Rồi cân nhắc sao cho phù hợp nhất, lấy mục tiêu không gây ác pháp, không hại mình, hại người làm đầu. Từ đó bạn sẽ có lựa chọn thiện lành nhất cho chính mình. Giống như bạn chăm chỉ gieo những hạt giống tốt cho khu vườn của mình và chăm sóc chu đáo, đến một ngày xung quanh bạn sẽ là một vườn quả ngọt dành cho bạn. Từ nay xin trọn ý lành, phản quan tự kỷ tình thanh nghiệp trần, ngày đêm tu tập tinh cần, bước qua thất niệm để gần đạo tâm, nguyện không gây tạo lỗi lầm, nguyện nhìn nhân thế với tầm mắt thương, từ bi khiêm hạ nhịn nhường, cõi lòng an tịnh giữa buồn lúc vui. Con xin dưới bóng Phật ngồi, đường tu vững tiến không lùi từ đây. Hương hoa chẳng ngược gió bay, hương người đức hạnh biết quay trở về. Không phải cứ yêu thương người là sẽ được người yêu thương lại. Dù gì thì ta vẫn cứ sống yêu thương. Không phải ngày nào cũng là ngày vui. Dù gì thì ta vẫn cứ vui mà sống. Không phải ai cũng sẽ nói cho bạn biết sự thật. Dù gì thì cứ sống thành thật với đời. Cuộc sống không luôn luôn công bằng. Dù gì hãy cứ sống công bằng. Tu Phật để có thể bình an nội tâm trước nghịch cảnh, chứ không phải là cầu không có nghịch cảnh để được bình an. Người đẹp chưa hẳn là tốt,
Nhưng người tốt thì bao giờ cũng đẹp. Cạo đầu chưa hẳn là tu, nhưng tu thì tâm phải thiết tha cầu đạo. Niềm tin suông không khiến bạn trở thành người tốt hơn, chính sự thực hành của bạn làm nên điều đó. Thiền định sẽ không nghĩa lý gì nếu bạn không nhận ra lỗi lầm của mình. Tinh tấn thực hành pháp sẽ không nghĩa lý gì nếu bạn không có lòng khiêm hạ. Chướng ngại sẽ không nghĩa lý gì nếu bạn có sự hộ trì của Tam Bảo. Tu tập sẽ không nghĩa lý gì nếu bạn không có lòng từ bi. Ý nghĩa gì khi người đi qua đời ta? Không kể là bạn gặp ai, họ đều là những người cần xuất hiện trong đời bạn. Điều này có nghĩa là không có bất cứ ai ngẫu nhiên xuất hiện trong đời của chúng ta. Mỗi một người mà chúng ta gặp gỡ và có mối liên hệ với chúng ta đều đại biểu cho một số sự việc. Có lẽ họ cần xuất hiện để dạy cho chúng ta biết điều gì đó, hoặc sẽ giúp đỡ chúng ta nhận ra điều gì đó. Một người làm tổn thương bạn, có lẽ để bạn nhận ra rằng đừng bao giờ làm tổn thương người khác, bởi vì nó sẽ khiến người ta thực sự đau lòng. Một người rời bỏ bạn, có thể bạn nhận ra không có gì là vĩnh viễn, và đừng tìm sự nương tựa vào hạnh phúc hay niềm vui từ ai đó mang đến cho bạn. Một người thương yêu bạn, để bạn nhận ra tình yêu là thứ quý giá nhất, bởi bản chất của nó quá mong manh. Một người căm ghét bạn, để bạn hiểu ra rằng tha thứ là cách duy nhất để buông bỏ phiền não. Một người hiểu bạn, để bạn hiểu rằng không cần quá nhiều bạn bè, chỉ cần ai đó hiểu mình là đủ. Hạnh phúc gần gũi và giản dị lắm, đừng mộng tưởng xa xôi mà khổ. Chắp tay xin tạ ơn đời, mỗi ngày được nở nụ cười bình yên, cho dù kiếp sống bấp bênh. Cảm ơn ngàn mối nhân duyên tác thành, vì hiểu rằng gian dối cũng chẳng thể lâu bền. Chỉ có người còn vô minh mới tin rằng việc xấu mình làm sẽ chẳng ai biết tới. Có cái gì chẳng bao giờ lộ diện, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vậy nên người trí chọn thật thà, không phải vì không biết gian dối, mà vì hiểu gian dối cũng chẳng thể lâu bền. Thì thanh bạch là gốc, đi đâu cũng bình an. Tự tại là thói quen, đi đâu cũng nhẹ nhàng. Chuyện thế nhân càng tính càng mệt, chuyện lòng người càng đoán càng sai. Cứ bình lặng lại, lùi một bước, liền có thể nhìn xa hơn, thấu hiểu rõ hơn. Từ đó chẳng còn phải lưu lạc trong vòng xoáy tự sinh trầm nịch. Nghìn xây đắp cũng về nơi bèo bọt, nên nguyện lòng không trói cột gì thêm. Nhẹ bước về nơi tỉnh thức gọi tên, sống thất niệm sẽ dài đêm lắm mộng. Tạ ơn Phật, con nguyện buông khát vọng, để hồn con lòng lộng lối yêu thương. Giữa trần gian vẫn chạy một con đường, đường hạnh phúc chân thường in bóng Phật. Không phải cứ thương yêu là sẽ được người thương yêu lại, dù gì thì ta vẫn cứ sống yêu thương. Không phải ngày nào cũng là ngày vui, dù gì thì ta vẫn cứ vui mà sống. Không phải ai cũng nói cho bạn biết sự thật, dù gì thì cứ sống thành thật với đời. Cuộc sống luôn luôn công bằng, dù gì hãy cứ sống công bằng, thế mà lòng ta an ổn. Tu Phật là để có thể bình an nội tâm trước nghịch cảnh, chứ không phải là để cầu mong nghịch cảnh để được bình an. Người đẹp chưa hẳn là người tốt, nhưng người tốt thì bao giờ cũng đẹp. Cạo đầu chưa hẳn là tu, nhưng tu thì tâm phải thiết tha cầu đạo. Niềm tin suông không khiến bạn trở thành người tốt, chính sự thực hành của bạn tạo nên điều đó. Thiền định sẽ không nghĩa lý gì nếu bạn không nhận ra lỗi lầm của mình. Tinh tấn thực hành pháp sẽ không nghĩa lý gì nếu bạn không có lòng khiêm hạ. Chứng ngại sẽ không nghĩa lý gì nếu bạn có sự bảo trì của Tam Bảo. Tu tập sẽ không nghĩa lý gì nếu bạn không có lòng từ bi.
vì hiểu rằng gian dối cũng chẳng thể lâu bền. Chỉ có người còn vô minh mới tin rằng việc xấu mình làm sẽ chẳng ai biết tới. Có cái gì chẳng bao giờ lộ diện, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vậy nên người trí chọn thật thà, không phải vì không biết gian dối, mà vì hiểu gian dối cũng chẳng thể lâu bền. Khi thanh bạch là gốc, đi đâu cũng bình an. Tự tại là thói quen, đi đâu cũng nhẹ nhàng. Chuyện thế nhân càng tính càng mệt, chuyện lòng người càng đoán càng sai. Cứ bình lặng lùi một bước, liền có thể nhìn xa hơn, thấu hiểu rõ hơn. Từ đó chẳng còn phải lưu lạc trong vòng xoáy tự sinh trầm nịch. Nghìn xây đắp cũng về nơi bèo bọt, nên nguyện lòng không trói cột gì thêm. Nhẹ bước về nơi tỉnh thức gọi tên, sống thất niệm sẽ dài đêm lắm mộng. Tạ ơn Phật con nguyện buông khát vọng, để hồn con lòng lòng lối, lối yêu thương. Giữa trần gian vẫn chạy một con đường, đường hạnh phúc chân thường in bóng Phật. Thôi ta đừng đợi nữa, đợi, đợi, và để rồi đến lúc muộn màng. Đợi con lớn lớn, đợi kinh tế ổn định, đợi lãnh tiền lương, đợi chồng, vợ, em đồng ý, đợi công việc làm ăn lương ổn tí, đợi có thời gian rảnh tí, đợi nghiên cứu thêm tí, đợi suy nghĩ tí, đợi tìm hiểu tí, đợi học xong và lấy bằng tốt nghiệp, đợi, đợi và để rồi đến lúc muộn màng. Hãy chải đầu khi còn tóc, hãy đánh răng khi còn răng, hãy tu hành khi còn hơi thở, hãy thương yêu khi còn có thể, hãy nắm lấy cơ hội khi còn có thể. Đừng để một ngày phải nói hai chữ giá như. Nhân sinh có nhiều điều không thể chờ đợi, nghèo khó không thể đợi, bởi vì thời gian lâu rồi bạn sẽ chết vì đói. Khỏe mạnh không thể đợi, bởi vì thân thể một khi suy kiệt rồi, hết thảy mọi thứ đều vô nghĩa. Giáo dục không thể đợi, bởi vì cây non mà xiêu vẹo thì khi trưởng thành rất khó để uống nắng. Hiếu kính không thể đợi, bởi vì cha mẹ mất rồi, muốn hiếu kính cũng chẳng còn cơ hội. Tình bạn không thể đợi, bởi vì không có bạn, muốn thoát khỏi trạng thái cô đơn có lẽ chẳng hề dễ dàng. Thanh xuân không thể đợi, bởi vì thời gian trôi qua, có nhiều tiền nữa cũng không mua lại được. Chuyện tu hành sửa đổi không thể hẹn, vì ngọn gió vô thường bất chợt xô ta xuống vực sinh tử bất cứ lúc nào. Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ mà bạn khó có thể lường trước. Đời người như bóng câu qua cửa sổ, chỉ thoáng chốc thôi là sinh mệnh đã trở về với đất. Cuộc sống này ngắn ngủi là vậy, cho nên cần tận dụng thời gian, làm những việc có ý nghĩa mới quan trọng nhất. Quý trọng duyên phận, quý trọng thời gian, chính là quý trọng tính mạng của chính mình. Trân trọng mỗi phút giây được sống, trân trọng mỗi một tấm chân tình, trân trọng lấy những gì mình đang có, để tránh những tiếc nối muộn màng. Vì hiểu rằng gian dối cũng chẳng thể lâu bền. Chỉ có người vô minh mới tin rằng việc xấu mình làm sẽ chẳng ai biết tới. Có cái gì chẳng bao giờ lộ diện, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vậy nên người trí chọn thật thà, không phải vì không biết gian dối, mà vì gian dối cũng chẳng thể lâu bền. Khi thanh bạch là gốc, đi đâu cũng bình an. Tự tại là thói quen, đi đâu cũng nhẹ nhàng. Chuyện thế nhân càng tính càng mệt, chuyện lòng người càng đoán càng sai. Cứ bình lặng lại, lùi một bước, liền có thể nhìn xa hơn, thấu hiểu rõ hơn. Từ đó chẳng còn phải lưu lạc trong vòng xoáy tự sinh trầm nịch.
mình xây đắp cũng về nơi bèo bọt. Nên nguyện lòng không trói cột gì thêm, nhà bước về nơi tỉnh thức gọi tên, sống thất niệm sẽ dài đêm lắm mộng. Tạ ơn Phật con nguyện buông khát vọng, để hồn con lòng lòng lối yêu thương, giữa trần gian vững chạy một con đường, đường hạnh phúc trong thường in bóng Phật. Chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi mình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác, do chất chứa dần dần. Chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi mình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Trích Kinh Pháp Cú.